Si nó đang trên đường đi học, nó đuổi bướm hái hoa kìa, cô chú thấy dễ thương chưa? Si ơi, Si lại đây, xin chào ông bà cô chú nè. Con lại đây, con xin chào ông bà cô chú nè. Xin chào mời các anh chị các bạn nhà. Giỏi. Như xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Như Family, cuộc sống nông thôn Thụy Điển của Như nha. Hôm nay thì Như không có đi làm, tại vì Tường Vi nó còn cảm với lại sốt á, cho nên Như ở nhà. Nhưng mà Si thì nó khỏe rồi cho nên Như đưa nó đi học. Vì là Như đưa Si trễ á, cho nên là nhìn trời nắng nè cô chú. Giờ là gần 8 giờ rồi. Tại vì nếu mà cha mẹ không có đi làm hoặc là ở nhà chăm đứa chị bệnh á thì không cần đưa con đi học ngoài giờ. Tới giờ học chính thức mới đưa đi. Chính thức là 8 giờ mới học. Cho nên ông bà cô chú nhìn 8 giờ sáng nắng quá trời nè. Hôm qua thì Như buồn lắm, nhưng mà khi mà live stream lên rồi khóc rồi thì Như nói chung là Như cũng hết buồn. Như cũng bớt buồn rồi cô chú, cũng bình tâm lại rồi. Gì vậy con? Hả? Trời đất ơi, con chó nó vợ của ông hàng xóm Như dắt con chó xa tuốt đằng kia mà nó đứng đây nó sợ nè. Hai mẹ con đi bộ tới trường, xong rồi Như cầm theo cái bịch nè, chút xíu Như đi thẳng lại siêu thị á, mua con gà về nấu cháo cho Tường Vi ăn luôn, ăn cho nó mau khỏe đặng đi về Việt Nam chơi đó cô chú. Cầm theo cái bịch đặng chút đi chợ luôn nè. Còn Si thì phải đi học, nay Như cũng đón Si sớm, nó học xong là 12 giờ tới 1 giờ gì đó Như tới trường Như đón nó 1 giờ ha. Hôm nay 1 giờ mẹ tới đón con ha. Cái video hôm qua thì Như livestream lên thì lúc đó Như cũng mất bình tĩnh á, cho nên sau đó Như một đêm Như ngủ lại thì Như suy nghĩ là mình khóa cái video đó lại cô chú ơi, tại vì khóc sướt mướt nó cũng không có vui gì như Như khóa lại rồi. Nhưng mà cả nhà mình xem thì cũng biết ha, cũng biết là buồn lắm nó vậy đó. Nè Si, Si chào tạm biệt ông bà cô chú để con đi học ấy. Lại đây. Con chào Chào. tạm biệt. Nắng quá. Chào thì ra mặt cái chú nha. Cái chia sẻ nó bên phía kia có lại. Gì mà hẹn video tiếp theo. Nè, lại khoanh tay giả bà cô chú đi, con vô trường học nè, cho mẹ Như đi chợ mua gà nấu cháo với chị Hai ăn nè. Dạ, bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Giờ bạn nó đi tới đây tới sân trường rất là đông mà, cho nên là nó gấp với cô chú, nó sợ trễ á. Rồi rồi chạy vô trong, chạy vô sân trường đi. Si nó mang giày hiệu đàng hoàng đó, mang giày Nike đàng hoàng đó, vậy mà có tố cáo là mẹ Như không mua đồ cho mặc thiệt, bởi vậy mới tức hả Si. À, thôi đi qua Si ơi, đi qua đường. Hôm nay còn được 4 con gà nè. Gà này thì chỉ có 50 đô một ký thôi. Mình lấy một con 1 ký 2 nè. Hành tây thì 16 đồng nè, 1 đô rưỡi một bịch, cho nên mình sẽ lấy một bịch về để trộn gỏi gà nha. Dưa hấu hôm nay cũng 15 đồng một ký luôn, 1 đô rưỡi một ký nè. Như cũng sẽ mua một trái về cho hai đứa nhỏ, trưa nó ăn cơm xong nó có trái cây tráng miệng. Không biết lấy trái nào ngon đây. Hôm bữa có cô nói Như lấy cái trái mà cái đít nhỏ nhỏ thì nó sẽ ngon hơn là cái đít nó nở bự ra. Đây mình thấy cái trái nào cái đít nó cũng nở bự ra hết trơn rồi. Rồi lấy trái này đi. Trái này đi cô chú. Một con gà, một bịch củ hành với là một trái dưa.
đi mình sẽ mua cho Tường Vi một cái hộp sữa chua cho nó ăn, cho nó tăng sức đề kháng lên, chống bệnh cảm nha. Ở đây có rất là nhiều vị luôn, vị nào cũng có hết trơn á. Cái loại này là không có đường nè, cho nên là mình sẽ mua cái loại không đường cho hai đứa nhỏ nó ăn. Tổng cộng là 15 đô, mình mua rất là nhanh luôn, rất là gọn luôn. Mình cần thứ gì thì mình mua thứ đó thôi, tại vì mình sắp đi về rồi á, còn 2 ngày nữa thôi, cho mình mua ít thôi. Cô chú thấy nè, hồi nãy như đi đưa si á, trời nắng chang chang ha. Vợ thì trời chuyển tối đen nè, âm u nè. Không có mưa nhưng mà trời sụp nắng xuống là sẽ rất là lạnh á. Giờ mình sẽ đi về nấu cháo, tại vì sáng sớm à, mình nấu tranh thủ Tường Vi nó dậy là nó sẽ có ăn liền. Khoe với ông bà cô chú nữa nè, bây giờ nó xum xê quá trời luôn. Như sẽ cắt rau răm để mà làm gỏi gà nha. Hôm nay mình sẽ cắt nó sâu xuống, xong rồi mình tưới nước nhiều lên. 2 ngày nữa mình về rồi thì mình sẽ ôm ở bên kia mình gỏi, mình sẽ tưới nước sẵn luôn, mình mới ôm đi. Tại vì gửi cho bà hàng xóm á, thì bà cũng không biết ăn rau răm đâu, nếu mà nó dài quá thì cũng không được. Nên hôm nay mình cắt trước khi mà mình đem đi gửi nha. Đó, chiều ngày mai là mình phải ôm đi mình gửi cho bà. Đây nè cô chú ơi, cái cọng rau răm nó dài nè, trời ơi trọng gỏi đã luôn. Mình phải cắt nó trụi trụi. Có rau răm trộn gà là ngon đó. Mấy lần trước trộn gà không có rau răm đâu. Đó, cắt rồi lũa hết trơn luôn, được nấm nè. Còn cái cây quế này là mình không có ăn đó, nhưng mà mình cũng cắt mấy cái hư này mình bỏ ha. Rồi, xong. Mình lột củ hành để mình làm cháo gà. Như định á, là nấu cháo gà chín xong như kêu Tường Vi dậy, nhưng mà cuối cùng là Như đi chợ về là Tường Vi nó đã dậy rồi luôn. Cho nên giờ phải tranh thủ nấu để nó đói bụng. Con đói bụng Tường Vi? Chưa đói hả? Nay có hai mẹ con ở nhà nhớ Si quá ha. Ăn xong cháo gà là cũng đi đón Si về tới á. Thôi mình trộn 6 cái củ hành thôi. Giờ mình sắc mỏng ra mình trộn. Dù cho có buồn, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì khóc ngày hôm trước, ngày hôm sau cũng phải ngồi dậy để mà đi chợ, nấu cơm cho con mình ăn, đưa con mình đi học, đón con mình về. Tại vì nếu mà mình gục luôn, mình buồn luôn ngày hôm đó mà ảnh hưởng tới ngày hôm sau á, thì rất là thương hai đứa nhỏ. Và đặc biệt á, cái hoàn cảnh của mình á, là nó không có giống người ta, mình chỉ có một mình, một thân mình bên đây thôi. Không có anh em họ hàng thân thích, không có ba mẹ bên đây. Thì ngày hôm qua mình khóc, ngày hôm nay mình phải đứng dậy liền ngay lập tức để mình lo cho con của mình. Chứ mình không thể nào mà buồn liên tiếp được 2-3 ngày được. Cho nên Như phải cố gắng. Và mình tin là ông trời có mắt. Ai làm chuyện ác thì người đó sẽ nhận hậu quả. Ai mà nói xấu sau lưng người khác làm cho người ta buồn, cố tình chia cắt mẹ con người ta, thì ông trời sẽ có mắt, người đó không bao giờ có kết quả tốt được. Cho nên Như tin là ông trời có mắt, có sự công bằng. Lần quần cuối cùng cũng xong cái nồi cháo gà với cái dĩa gỏi á cô chú. Hôm nay có hai mẹ con ăn thôi. Từ từ mới đầu 5 người, sau cái còn 4 người, cái 3 người, giờ còn có 2 người. Mỗi người chia ra ăn nơi hết trơn rồi. Giờ này thì phải tờ vô xưởng làm ha. Còn Mai Kỳ vô trường học, còn Si thì vô trường học, Vi thì bệnh, Như ở nhà thì chăm Vi đó. Xin chào một cái chương trình với các bạn. Rồi con ngồi xuống ăn đi con. Con ăn đi. Ăn đi, uống thuốc cho nó khỏe, nghỉ ngơi cho nó khỏe. Tiêu cũng bỏ vô trong cháo. Tiêu hả? Mẹ có để tiêu vô trong đó rồi á. Không, có cho muối tiêu vô. Cho muối tiêu trong cháo hả? Dạ. Trời ơi, bữa ăn của hai mẹ con đầm ấm quá luôn nè cô chú ơi. Cái tường của nhà Như à, cô chú nhìn nó cũ. Căn hộ này nó cũ lắm rồi. Rồi đó con ăn thử coi mẹ làm ngon không.
Em tưởng miếng gỗ này là ngon. Quên mời ông bà cô chú ăn chung với con cho vui. Con có mời chưa? Con có mời chưa? Nãy giờ con chào không mà con đâu có mời. Ủa gì hả? Xin mời ông bà cô chú với con. Quên luôn, bệnh xong ngủ ngủ ngay ngất biết quên luôn hả? Con cứ nhớ là con có mời rồi mà. Chưa, con mới chào không à. Con đưa cái hũ Omega 3 của con cho cô chú xem. Nhưng mua cái hũ Omega 3 này cho Tường Vi uống nè cô chú. Nó uống bữa giờ chắc cũng được 10 ngày rồi á. Cái hũ này uống bổ mắt, bổ não với lại da hay sao đó, xương gì đó, nói chung là như thấy con nít ở bên đây uống omega 3 xong rồi Như cũng mua cho Vi uống. Ngon không con? Nó Nóng. Cháo mẹ nấu như thế này nó có bị đặc không? cũng hơi hơi đó, vẫn ngon, Hơi đặc. hơi hơi thôi, nhưng mà ngon mà. Tại vì mẹ thấy ăn cháo lỏng cái Như sợ uống thuốc nát đói bụng, cái là nấu đặc đặc mà ăn được đúng không? Không ạ. Nó thường khi là mẹ cháu nấu cháo nó lỏng hơn thế này đúng không? Nhưng mà cả nhà cùng ăn với hai mẹ con của với Như cho vui nha. Mình rang gạo là mình nấu cái ăn với hành phi nó bay mùi cháo lòng. Con thì bệnh nên con cũng không có cảm nhận được vị gì nhiều. Ăn thịt gà vô đi không? Gà ức gà ăn rất là tốt ạ. Ăn nó mau tiêu. Muốn gấp rau răm mà gấp không chúng. Ngon quá. Có ăn hành tây vô nó nhạy cảm. Ngon thiệt. Lâu quá không ăn cái mùi rau răm á cô chú. Ăn mai gà trộn có rau răm á là đúng đúng gỏi gà luôn, nó ngon quá. Tôi cao quá. Cay Đi nữa, cao quá. hả? Tường Vi ốm là do Tường Vi giống ba. Ba Tường Vi cao 1m86 nhưng mà nặng đâu hồi lúc Như biết hay là nặng có 58 kg, ngàn ký hơn Như, Như tới sáu mấy ký á. Ốm ốm dữ lắm, là ốm luôn, ba ốm dữ lắm. Cho nên bên nội của Tường Vi thấy Tường Vi ốm cũng ba với mẹ thấy cũng bình thường, tại vì ba với mẹ biết là ba mẹ chồng Như biết là ba Vi ốm á, cho nên cháu nội phải ốm á, kiểu vậy chị nhắc là cố gắng bồi bổ ăn thêm thôi chứ bây giờ mập thì khó lắm cô chú. Tường Vi là nó uống cái hũ này nè, omega 3. Còn Si là nó ăn cái viên giống như là cái viên kẹo trái cây vậy đó. Nhưng mà trong đó là cũng đầy đủ vitamin luôn. Mà ăn xong đi con uống. Dạ. Mấy viên đã sẵn gửi ở đây cho nhớ. Còn còn Si là nó uống cái viên kia kìa, cái giống như cái kẹo vậy đó, nhai như kẹo dẻo vậy đó, nhưng mà cũng đầy đủ vitamin hết. Một ngày một viên. Kẹo dẻo đó như được làm từ nước ép vitamin cái gì, nước ép trái cây. Cái hũ này là mười mười mấy đô, còn cái hũ kia là 10 đô. Dầu cá này thì đa số là tại thụy điển đó, hoặc là ở bển Na Uy nhập qua cô chú, mấy cái dầu cá mấy cái omega 3 này uống rất là tốt luôn á. Thôi thì những cái chuyện mà không vui á, trước cái ngày về Việt Nam thì mình cũng sẽ gác lại. Mình sẽ có một cái chuyến du lịch vui vẻ về Việt Nam giống như là mình mong đợi. Và mình cũng cảm ơn cái cuộc đời, mình cũng cảm ơn cái sự đời để cho mình trải nghiệm được. Và mình cũng có thêm bài học và mình cũng biết được là cũng có nhiều người gặp vấp phải như mình chứ không phải là mình. Tại vì khi Như đăng video lên thì nhiều chị ở Hà Lan, ở Mỹ, ở Úc thì nói cái việc đó cũng bình thường thôi em. Cho nên Như sẽ hoan hỷ, Như sẽ bỏ qua, sẽ không suy nghĩ tới.
mà mình sẽ chuẩn bị cho cái chuyến du lịch về Việt Nam vui vẻ của mình sắp tới, còn những chuyện đó mình sẽ bỏ qua. Tại vì mình là người làm YouTube mà mình cứ buồn hoài, rồi mình là người mẹ đơn thân thì mình buồn hoài nó cũng không tốt, cho nên mình sẽ cố gắng hết sức như bỏ qua tất cả. Cái tô cháo của Tường Vi nhìn thấy là tiêu nó ngập luôn á. Hy vọng là ăn xong tô cháo này là khỏe lên hẳn luôn nha Tường Vi. Ngày mai đi học nha Vi, gặp bạn đang chia tay nữa. Tường Vi nó tóc nhiều lắm luôn ông bà cô chú, tóc đen mướt mà tóc nhiều nữa. Rồi Vi ơi, giờ xin phép dừng cái video ở đây, mẹ cũng đi nghỉ ngơi. Con chào tạm biệt ông bà cô chú với mẹ đi. Tạm biệt mà cô chú, hẹn gặp lại mà cô chú video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Video chứ không phải video nha. Video. Rồi bye bye mà cô chú. Bye bye.